Thế sao mày? Cậu đi cứ làm nào mày đúng mà mày đi chơi là mày kiếm tiền giá chứ làm cái tiền mà nó được nó được này. Sao mày cũng dở lắm, nó sợ mình yếu không chứ mình đâu có tin đâu, mình đi chơi cơ ô là nó đâu dám đưa tiền nhiều đi chơi đâu, mấy chơi cũng đưa 2 xị bạc đâu á. Mấy con nhỏ bị ôm á đâu thấy cảnh này, bỏ 200 lại nói bèo vậy cha. Còn gì nữa đâu mà đi ra ấy nè, tao có cái mẹ đỡ trời, tao giúp mày kiếm tiền mày nghe mày đi đâu mày tụi mày tao thiếu giờ tao biết không còn một đồng nào luôn á. Ai đâu mà nói vậy mày, ý là tao giúp mày, tao giúp mày kiếm tiền mày giúp nhầy quay gì đây mày, đưa video nó giờ tao đưa tiền mày tao đâu mày giải mày có đâu để đưa tao bạc cái này nữa mày mà tao hộp lấy nhỉ, hộp chặt hộp lấy sao chưa lấy ấy thì đỡ tao nói nhá, tao chưa nói mà đây. Sao chưa 2000 years later. Tao mà lấy được nha. Mẹ trời. Dạ bây giờ giờ mày có nhắn tin anh Trung nha, giờ tao với bộ tao vô phòng hướng vợ. Dạ đúng rồi. Nghe không nghe. Trung đi lên nhanh lên. Nó lỡ mở như đậu nhà mẹ. Ủa dân chơi đi sợ mưa rồi, mẹ mưa lạnh vậy. Mưa, sáng giờ mưa lớn á. Mưa dân chơi, giờ mình kêu dân chơi. Thấy là cho anh vợ mày thiết. Anh Diêu. Kìa đây vợ. Ờ. Kìa đây vợ. Ồ mạnh ngay. Tình cha mát như nấu cháo lương. Mình nó kẹt. Quả chết xa dãi chết. Chết mạnh cái nó kẹt cái gì. Mà sao tự nhiên đưa em chơi. Hả? Cái gì? Nữ yến. Vợ mày bệnh mà. Mẹ của nó cũng bị sốt đó, đừng mua cho nó. Đồ hói đẹp ghê à, anh Trung hói à, cảm ơn anh Trung hói nha. Hói nữa, cái gì mà anh mà mình cứ nói hói hói. Anh Trung hói, kêu Trung hói chứ. Vô đây anh Trung ơi, vô đây ngồi bàn với anh một cái chuyện tầm trời. Vô này lên vô rồi. Này. Lên, anh đã đi rồi. Chưa, ý mà nói gì má bữa em thiệt anh đó. Em nghĩ sao mà nuôi cái đầu anh nói vậy, em tức chịu đâu luôn. Bữa đó không có em tức quá, em không có chịu được anh hiểu không? Quay cái gì, nên hôm nay nè. Em mới suy nghĩ một cái ý tưởng này. Hôm nay em giúp anh trả thù lần đủ cho vợ chồng nó. Vợ nó muốn nó mới biết. Mình để tao có thể anh em mình đi muốn nó đúng không? Anh Trung hiểu không? Anh lớn. Như bữa nó uống cho bà sao muốn nó được đúng không? Anh em với nhau giờ nó lớn nó dạy mà. Nhưng mà giờ mình sẽ nhờ con vợ nó đỡ bợ nó. Thì bợ nó sao? Thì đèn trôi á. Để vợ nó muốn nó không, vợ chồng nó muốn nó làm sao? Thì như nó làm gì đâu mà muốn nó. Ừ. Đồng anh trẻ thù mà anh nói cái chuyện trái thâu chứ. Dạ anh muốn trẻ thù nó. Ý em là sao? Ý em là muốn làm như thế nào? Anh em muốn trời nó giúp anh phục thù lại cái bữa mà nó ui đèo anh đó, anh tức đi. Tức chết. Nó làm vậy thằng sức. Bữa anh tức anh cứ gáp không? Nhưng mà giờ cho nó được không? Được thì mình tiếng anh. Nào đừng có quá đáng lắm. Mình làm cái gì ấy ấy thôi. Đồng anh trôi mà sao em mỗi lần anh nói tới câu đó là cái đèo em nó nhất anh trong rồi. Đúng mà anh coi mà anh cứ coi nó quá đáng đâu được đâu. Em út mà nó lỡ rồi thâu không, giờ mình em anh... coi cái màn này nhẹ nhàng không quá đáng đâu. Đây đây, làm này. Làm gì? Đi theo em nhanh lên. Sao vợ chồng nó đang bỏ bên kia, mình quen bên đây mình kiếm chuyện mình trôi nha. Mình tính hết rồi anh Trung ơi. Ủa sao heo ai kia rồi chứ? Đấy thì đây. Cái này dày, con heo đây nè. Là con heo của em mua. À em mua hả? Em mua do bữa em thấy con vợ nó có con heo này. Em mua y xì con heo của vợ nó luôn. Giờ nên em mới mua con heo này. Nãy em có bỏ mấy tiền em vô. Tiền ra trong đây là của em hả? À tiền của em ở đây. Dạ. Em nhét vô đây luôn hả? Ừ. Đâu giờ hôm nay là chút đập á là em nhanh em mét vợ nó. Khi mà mình vô mình giao bộ là để chỉ thừa thì lên đập. Lúc nào cũng nghiệt này nó tưởng nó con heo của nó. Thì là em heo lên được. Cái trong cái tính thường lên nó thường giấu tiền đồ này kia nó đi chơi lung tung. Chớ sao? Nó đúng rồi. Cái le cái chuyện đó le chuyện đúng nữa. Anh này góp phần đóng góp tích cực cho gia đình của mình. Đúng rồi. Đó là nó không lấy tiền đi xài tầm bạn bè. Không ý tưởng em hay sai hay không? Đéo. Heo của em là được, chứ còn heo của nó không được nha. Đúng rồi, đúng rồi, nó chữ nó xong cái dàn dừa nó heo em ha. Là dù vậy nó chữ đúng là lên. Biết là chữ anh sao? Đúng rồi, anh trời nó. Biết là mình đập rồi lên nó đỡ thằng lên nó qua đây hay sao? Đúng mình mét vợ nó chứ. À. Sao anh?
anh cứ theo ý em mày, dạ nha. Anh Trung. Được rồi, đặt. Chơi sao? Đặt anh sợ quá thôi, em đặt em kiếm đặt cho anh. Đuôi em, để thôi em cho mẹ em luôn chị. Anh sợ quá. Anh mẹ sẽ thu đây em nhỉ. Khỏi sợ gì, cái thiêu của em. À. Em mua mà. Để anh đặt nha. Anh lấy gì đặt em? Đồ mà anh hỏi em câu khác trả lời đúng không? Có gì đặt chứ? Đồ mà em nói vậy anh lấy cái đều anh em vô. Nghĩ sao mà đều anh. Chứ tự anh hỏi em cái câu khác trả lời như vậy. Anh kiếm cái gì đặt em? Ủa có gì? Chứ nào không đặt mà hỏi lấy cái gì đặt? Ở cái này đi không? Ừ. Đây được không? Cái này vô đúng không? Cái này cũng cầu rồi. Đúng quá. Cái gì cũng được. Chứ anh đặt em. Cái đặt rồi. Anh ấy ta ăn cái tổng tùy cho cái gì không em? Cái đồ máy sao tiền nhiều dữ ta? Thằng thiết nhiên sao anh biết được một đống tiền này dữ ta? Sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thể nào? Quả anh Trung. Gì? Anh làm gì vậy? À? Làm gì Trung? Anh làm gì nhà em vậy? Tự nhiên hiu mà sao anh đọc của em vậy? Anh nói em tin thấy chưa? Em. Anh nghe mà bên đây là để thấy anh Trung là cái lưỡi của heo của mình đeo đây mà. Đây cái heo đấy. Quả. Sao mà thiết nó bỏ tiền dùng heo nhiều dữ ta? Tự nhiên. Em ở nhà em mà anh thiếu heo anh thiếu mà sao? Đúng rồi, như vậy mà nói cái lẽ anh thiếu mà thiếu hồi nào vô chỗ này làm cái vô. Bà tự nhiên heo nhà em mà anh lừng. Anh thiếu heo hôm nào vậy? Anh mới vô nhưng mà nãy anh gần phía dưới nó kêu anh nãy giờ giỡn đó mà ấy nói chuyện nào rồi anh Trung ơi, anh vô nhà em nhưng anh. Nhưng mà em nói như này anh Trung. Không nói chuyện vô nhà em mà làm gì đâu vậy? Nhưng bây giờ em nói này, ở nhà em thì làm sao mà có heo con thiếu được? Mà trong khi tự nhiên không có hai vợ chồng em, anh không gặp hai vợ chồng em mà anh ngồi chung phòng anh ơi. Trời ơi anh em ơi, vô rồi nè, giữ mày mới vô nhà nè, giữ mày. Cái tiền đâu giữ này? Tiền đâu đấy? Sao tiền mà tụi mày đi nhiều dữ vậy? Tiền ai vậy? Thiếp. Sao tụi mày gặp nhiều? Tám lương hả mày? Má cờ. Đồ anh trong này. Anh đặt con heo này đặt con cũng lớn mà sao heo nhiều heo vậy? Nãy giờ nghiệp nó nói tiêu heo quá sao? Nghiệp nó nói heo này heo của nó. Con heo đây là heo của em mà tại sao anh Trung vô nhà em ăn Trung? Heo của nó đi nó tiền cho em tiền đâu mà nằm như vậy anh? Heo của nó đi nó tiền cho em tiền đâu mà nằm như vậy anh? Anh heo anh vô hôm nào mà nó biết này? Nè anh vô anh gặp thiếu không ạ? Cái này hôm nay đặt heo phát luôn đây. Anh đi với anh thiếu rồi. Giờ em nói chuyện với anh Trung nè, chứ sao anh Trung vô nhà em đặt heo của em? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mà tôi cũng phải phục thằng danh con này. Nói em thấy tàu mấy em nói mà. Anh không có làm, anh thiết mẹ nó nói là anh... Thôi lắm, tiền mày vô đi anh. Không tiền của em về, em cắt cái đồ mẹ em nha. Bây giờ anh phải... Đang một quay cắt tiền ký rồi cho vợ em mày. Nghiệp tiền của em. Bây giờ anh phải giải thích rõ ràng cho em. Giải thích cho anh đi thiết. Em không có gì trong chủ đây, tự nhiên anh chỉ thừa em hả? Thì anh nha, anh vô nhà mà nó không có sự chi tiết gì, anh vô tập đi. Anh Trung phải nói rõ ràng lý do sao anh vô nhà em đọc hiểu. Vì sao vợ chồng em coi anh là bạn là anh cũng lớn, anh cũng trưởng thành rồi. Anh em bắt cộng lại chứ. Cộng số 3 chiếc tay. Anh nghĩ là nói vậy để cho ta hòa giải nghiệp thôi, tôi biết cái tính tình không nghiệp anh nghiệp đúng không? Anh nói về cái chuyện gì bắt gặp mình đầu không? Tiền thiết này thiệt chứ anh không có làm, tiền thiết nó vậy nó thì chưa anh làm, anh có tiền của em không? Không, anh mới đặt ra cái anh thấy tiền nhiều quá anh cũng sợ mà
anh đâu biết đâu mình thiết đâu mà nhiều tiền giấu danh thiết nhìn đâu. Nhưng nhà em là sao không chịu con thiết rồi, không có bỏ qua được. Anh phải giải thích rõ ràng. Anh phải giải thích rõ ràng. Sao họ nói chuyện mà nói ra mà không làm gì. Nó biết cái lỡ nó nghĩ nhà bị anh xấu dữ nè. Không giờ nói tiếng là bảo. Nhưng mà em nói thật mắc mờ sao mà bỏ qua được. Cái này chắc là anh gửi là. Nghĩ sao à? Hiểu của tôi vậy? Nhưng mà anh làm đi đâu anh phải nói rõ ràng để cho anh biết đâu. Đồ mà nói vậy ha, anh lăng lăng cái gì chỉ vừa tàn chứ. Trời trời, nói là anh đâu có tiền ăn đâu. Anh giải thao như chi vậy? Thế nào? Sao đi nhiều quá? Anh nói nhiều lên xếp lại giùm cho. Vì sao? Mỗi lần em đi nhau hàng gì là em mở trong đây để em gốt lại. Từng tư đi nhập hàng mà anh đâu vậy? Anh nói đèn em mở anh cả. Em nói rõ ràng tỏ ràng tỏ ràng. Mày bị điên à? Điên mà từ cái gì con gái này? Thôi đó. Cái gì vậy? Anh giỡn, thật ra heo này anh làm ra đó một thiết là clip cho anh Trung. Rồi buồn một mình đêm la đêm qua. Tự nhiên có người vô đứng trước cửa nhà. À thì... Hứa, đáng giờ anh trôi hỏi qua em. Hỏi qua em cứ.
Các anh, các gì hay làm các tiền cái đưa cho nghiệp đây, đấm rất tin lòng. Đưa cho cái này là tiền kim mà đâu phải tiền ấm đâu. Dễ lắm. Cái tấm này sao chúng ta chúng ta phải làm. Thì cũng vợ con đồ này nó lo sửa cho con đồ. Tao đi làm tiền này, ngã cả tao đi về. Cái con này nữa, kỹ sư này. Chào rớt được. Tiền bạc cũng gì mà tiền của vợ em mà mấy kêu cho anh rồi này kia em nghĩ không nhỏ em nói chứ tiền qua này tiền vợ chồng nó mà em bắt đầu em biết suy nghĩ không lên suy nghĩ về tiền của em rất giận rất tự nhiên tiền của em thì em có hỏi vợ em chưa anh đừng nói cốt xếp được đâu chứ tiền làm đấy làm đem mà kêu bỏ làm hỏi vợ em bây giờ hỏi vợ con cái nào em phải hỏi chứ sao lại cũng đi má mấy anh hiểu anh cũng con trai anh cũng hiểu chứ rồi mà mấy người vợ mình nó đâu biết tao tiền mình đi ăn nhậu đâu lên lại đây đừng ngồi xuống anh nói chuyện với nghe cái gì nữa con cái của em mà giờ nó còn chưa có tiền uống sữa rồi này khi mà em lấy tiền đi nhậu coi vậy được không bây giờ em không trả anh ra anh nói nhiều hả tiền của em hả biết tiền nó quay lại đường nó quay lại anh được cùng á thì sao em làm như vậy ngon xuống hết lên em làm như vậy em coi được hay lên làm cái tiền cũng nghiệp mà em đỡ lấy tiền đi nhậu em thấy ngon không. Ủa sao có nhiều hơn tôi kéo lại vợ tôi cho đâu. Còn lớp. Còn lớp tôi kéo lắm kéo. Ờ để nó không. Còn lại tiền không biết. Đi dẫn đi thiệt đấy coi. Mẹ mà thiệt luôn. Anh chia luôn không chứ không? À lên anh Trung. Còn anh Trung vậy? Anh Trung về anh Trung thôi. Em cũng nói chuyện với anh Trung. Anh đi về. Anh về luôn. Anh bé mặt cái dạng nào nhất đều cái đều thiệt luôn đó đều đều gương mấy cũng bị nhiều vào đó nữa chứ mày được hết chứ số tiền mình lấy là lừa lượng như là hai đồng tao lừa tao còn hai đồng đưa làm gì? Đưa nhân canh không cho đủ mấy cách sơ thì mấy kiểu này đủ mấy cách. Mày là đủ mẹ vừa được cho em chung nữa. Mà không để nó nghĩ tới giúp mình chung cho em nào á. Mà không làm thì mày đồ được. Có đưa lên đem lại tay cũng có thể nữa. Không ăn chữ gì? Tao là người mày tống mày đi nhậu đi nhậu. Nhậu. Một mẹ mày. Mấy chiếc cái mỏ quay thầu tao biết sao biết. Mẹ mày đủ tao không biết gì nơi. Biết đâu. Mày lo tiền cho nhà ta qua đi. Có chuyện nói lên này. À quên. Mẹ xin lỗi. Tới đây. Hehehe, cuối cùng nghĩ được rồi.